không phân biệt giàu nghèo, chỉ cần ai thích thì đều có thể thưởng thức miễn phí. Đây là tiêu chí của một quán cơm chay không đồng tại phố Trần Bình, Mai Dịch, Hà Nội. Những người làm thiện nguyện ở đây thì đều mong muốn đây sẽ trở thành một địa điểm ấm áp dành cho những bệnh nhân, những lao động nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn hay đơn giản là những người thích ăn chay. 9 giờ sáng, rất nhiều người dân đã có mặt tại số 20 ngõ 58 của phố Trần Bình. Dù không gian không được rộng rãi, nhưng đã có rất nhiều người đến chung tay chuẩn bị cho các suất cơm trưa này. Họ là các Phật tử, những người đã nghỉ hưu và cả các bạn sinh viên. Em mong muốn là mình sẽ bỏ ra một chút công sức nhỏ để có thể giúp đỡ, cũng như là cùng với mọi người có thể nấu một bữa ăn ngon để cho bà con cũng như là cho các bệnh nhân ở bệnh viện ạ. Quán cơm chay hoạt động phục vụ chỉ trong 2 giờ đồng hồ, từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30, từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần. Đây là quán cơm không đồng thứ ba trong hệ thống bếp ăn không đồng ở Hà Nội và là thứ 27 trên cả nước. Trước đó, nhóm thiện nguyện đã xây dựng tại Viện Ga Tân Triều, Bệnh viện Bạch Mai và giờ là ở phố Trần Bình, nơi có hai bệnh viện lớn là Bệnh viện 198 và Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền. Với mục đích hướng đến lối sống khỏe mạnh, tốt cho sức khỏe người cao tuổi, nên toàn bộ các món ăn chế biến tại đây đều là thực phẩm chay. Đối tượng mà bếp ăn này nhắm tới là những bệnh nhân, những người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh sinh viên nghèo hay những người vô gia cư. Bản thân tôi là một người xuất phát cũng là đi xếp hàng để xin đồ ăn. Chính vì vậy tôi cảm nhận được rõ ràng nhất cái sức khỏe của người bệnh và cái số tiền mà họ bỏ ra để chi trả. Chính vì vậy nên tôi mong muốn là giảm bớt chi phí phần nào cho người bệnh nhân qua những bữa cơm không đồng như thế này ạ. 11 giờ trưa, người nhà bệnh nhân và các y bác sĩ đến lấy hộ cơm cho người bệnh đã đến xếp hàng khá đông. Hàng trăm suất cơm không đồng cho những người có hoàn cảnh khó khăn bằng tình cảm chân thành đã khiến nhiều người như bà Nguyễn Thị Hiền cảm thấy xúc động. Cảm thấy là cái mô hình này là rất là tốt. Các bạn ở đây nhiệt tình lắm, phát những cái các phần quà để chúng tôi được hưởng một chút để đỡ được phần nào trong tiền viện phí. Đối với Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội và Bệnh viện 198 của chúng tôi thì bếp ăn không đồng thực sự đã giảm bớt một chi phí cái suất ăn trưa cho người bệnh và người nhà người bệnh. Đấy là một việc làm hết sức thiết thực. Khi mà bệnh nhân nằm viện điều trị nội trú thì họ đã phải chi trả rất nhiều những khoản khác. Và theo tôi thì cái mô hình triển khai bếp ăn không đồng như Thiện Nguyện Nhất Tâm đang triển khai thì sẽ cần được nhân rộng hơn nữa. Với mong muốn cho đi thật nhiều và lan tỏa quán cơm đến với nhiều người dân hơn để nhiều người hoan hỉ đến dùng bữa, đó mới là tâm nguyện lớn nhất của những người làm thiện nguyện này.